những cái thông tin mà đưa lan tràn trên mạng thường là sử dụng cái tế bào miễn dịch để điều trị ung thư này nọ kia, thậm chí họ quảng cáo đó là điều trị được tất cả các loại ung thư, Dạ, đúng rồi. thì cái thông tin đó thật sự đó là không đáng tin cậy. Bởi vì sử dụng cái tế bào miễn dịch để điều trị ung thư nó rất là phức tạp và nó không có dễ dàng. Những cái thông tin đó là những cái thông tin thật sự rất là nguy hiểm cho tới mọi người. Bởi vì khi mà các bạn chấp nhận sử dụng những cái liệu pháp điều trị đó thì các bạn cũng không biết rõ là cái liệu pháp điều trị đó nó có an toàn hay không, nó có đảm bảo rằng nó sẽ không tác động xấu cho tới cái tình trạng ung thư của các bạn hay không. Bởi vậy các bạn rất nên là cẩn thận. Các bạn chỉ nên tin khi đó là những cái cơ sở y tế đáng tin cậy như các phòng khám chuyên môn về ung thư, các bệnh viện lớn. Và thường rằng các bạn có thể dễ dàng kiểm tra trên Google coi cái liệu pháp miễn dịch đó đã được ứng dụng như thế nào và đã được cấp phép hay chưa, hoặc là các phương pháp điều trị đó đang ở trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, có nghĩa là họ cũng chưa biết rõ nó là cái phương pháp miễn dịch này tốt hay không, nhưng mà có vẻ là tốt trong cái giai đoạn tiền lâm sàng, và hiện giờ cái giai đoạn của họ đó là họ thử xem trên người nó có tốt hay không, thì họ sẽ mở ra những cái việc đó là kêu gọi mọi người tham gia thử. Thì các bạn cũng nên biết rõ những cái thông tin đó để các bạn cân nhắc thiệt hơn. Giả sử như ung thư của các bạn đó là ung thư ở cái giai đoạn sớm, dễ điều trị, thì các bạn nên chọn những cái phương pháp điều trị mà người ta đã chứng minh rằng nó có hiệu quả rồi. Các bạn không nên gọi là giống như là mua vé số, thử vận may cho những cái phương pháp điều trị mà nó chưa rõ ràng, chưa chứng minh được. Và cái thông tin mạng hiện nay thật ra nó như con dao hai lưỡi. Nếu các bạn có thể kiếm được những cái thông tin đúng, chính thống, như nhóm Ruy Văn Tím đang cố gắng đưa cho các bạn, truyền bá cho mọi người, thì nó sẽ giúp cho các bạn định hướng được cái điều trị như thế nào là đúng. Nhưng nếu các bạn dễ dàng tiếp thu những cái thông tin sai trái và nó ngọt ngào quá đi, nó thấy nó hay quá đi, cái liệu pháp này có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả các loại tế bào ung thư trong cơ thể trong cái thời gian rất là ngắn, mà cái giá thành nó cũng không bao nhiêu, mà nó tác động trong cơ thể cũng ảnh hưởng trong trong cơ thể so với các phương pháp điều trị hiện nay, hóa trị xạ trị thì nó cũng rất là thấp, nó giống như là uống nước sinh tố vậy. Thì các bạn nên cẩn thận với trước những cái lời quảng cáo ngọt ngào như vậy, thì khi mà Dạ các bạn sa bậy, các bạn có thể mất cái thời gian vàng điều trị ung thư, đặc biệt là các bạn có ung thư ở giai đoạn sớm và dễ điều trị. Hiện nay cái nghiên cứu khoa học về ung thư người ta phát triển rất là nhiều, nên cái tỷ lệ sống của người bệnh ung thư, tỷ lệ điều trị khỏi của người bệnh ung thư tăng lên rất là cao, nên các bạn cũng nên tự tin và đừng quá lo lắng, cố gắng tìm cái thông tin chính xác đúng để mình đọc, mình hiểu và mình định hướng cho mình nếu mình bị ung thư, hoặc là người nhà của mình có những cái suy nghĩ đúng đắn và có những cái quyết định đúng đắn.